Thưa quý vị và các bạn, vùng đất Từ Liêm, Hà Nội được biết đến với đặc sản bưởi diễn. Đây là loại bưởi nức tiếng trong Nam ngoài Bắc vì vị ngọt và mùi thơm hiếm có. Ngày nay khi mà đất sản xuất bị thu hẹp dần thì nhiều nông dân ở đây lại mạnh dạn chuyển đổi sang trồng bưởi diễn làm cảnh, thu lãi đến cả 100 triệu đồng mỗi năm. Thời điểm này khi chỉ còn 3 tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên Đán thì các nhà vườn cũng đang đẩy mạnh chăm sóc để cho ra thị trường những cây bưởi cảnh bắt mắt nhất. Nắm bắt được thị hiếu của người dân, từ chục năm nay, gia đình anh Lâm ở Từ Liêm đã mạnh dạn thuê hơn 2 hectare đất để phát triển mô hình trồng bưởi diễn cảnh trên chậu. Anh cũng là người tiên phong trong hướng đi này ở Từ Liêm. Một cây bưởi ở dưới đất cần tối thiểu là 20 đến 30 mét vuông trong một cây. Giả sử là năng suất của nó ổn định ở mức cao, thu nhập cũng chỉ được khoảng 7 đến 8 triệu đồng. Nhưng cùng một đơn vị diện tích đó, khi sản xuất bưởi cảnh, mình có thể kê được khoảng 6 chậu bưởi cảnh. Đấy, giá trung bình mỗi chậu vào khoảng 10 triệu đồng. Khác với trồng bưởi ăn quả, khi làm bưởi cảnh, người trồng phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức cho việc tưới nước và chăm bón. Để cho ra thị trường một chậu bưởi cảnh như thế này, phải mất thời gian lên tới 4 năm. Nuôi ở dưới đất 2 năm để tạo cành, tạo tán, cho lên chậu, nuôi tiếp 1 năm nữa để cây phục hồi. Đến khi có cây bưởi để bán ra thị trường, mất 4 năm. So với cả bưởi cây, bưởi quả, bưởi ăn quả thì thu nhập nó cao rất nhiều lần. Có những cây bán đến 2-30 triệu một cây. Đấy, còn thường thì những cái cây nhỏ nhỏ thì cũng phải thu nhập đến vài triệu một cây. Hiện tại, nhà vườn của anh Lâm đang duy trì phát triển hơn 200 chậu bưởi cảnh. Với giá bán trung bình từ 6 tới 7 triệu đồng một chậu, mỗi năm anh Lâm có thể thu về lợi nhuận 700 triệu đồng. Hướng làm nông nghiệp đô thị này được cho là phù hợp trong bối cảnh đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp như hiện nay. Sau này nó có giống cái củ nhỏ vào nó chả là lai qua lai lại á, như là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 6145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1, gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2, gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3, gặp chuyên gia thủy sản.
Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900-6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết, phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày, phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3N VTC16.